Xin chào mọi người, là Lén Quỳnh đây. Hôm nay là kể cho các bạn nghe năm câu chuyện tâm linh có thiệt của những bạn từng trải qua, từng chứng kiến gửi về cho mình. Mong muốn mình chia sẻ với mọi người. Những bạn gửi chuyện cho mình có thể gửi qua Gmail, qua Facebook tại đây nè. Rồi. Những bạn ủng hộ mình có thể gửi vào cái ví Momo phía dưới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Giờ chúng ta vào chuyện thôi. Câu chuyện đầu tiên của một bạn tên là Khánh An gửi về cho mình. Chuyện này xảy ra mới gần đây thôi. Thì có một buổi chiều tầm 6 giờ mấy, gần 7 giờ, bạn đang xem TV ở trên lầu. Chị bạn á thì học ở trên lầu 2 mà học một mình trên phòng đó đó. Mọi người dưới đây đang chuẩn bị ăn cơm. Thì khi mà mọi người dọn cơm xong cũng tầm 7 giờ mấy á, mới kêu với lên là kêu bạn xuống ăn cơm. Bạn mới nói với mọi người á là chị đang học rồi. Thì mọi người kêu là xuống ăn đi, rồi một tí á, hãy kêu chị. Rồi mọi người ăn cơm này kia dọn dẹp xong hết là tầm 8 giờ. Bạn mới lên lầu á, bạn kêu chị xuống ăn. Tại vì chị học á, mà làm phiền là chị hay cọc lắm. Khi mà bạn lên á, bạn mới không thấy chị, bạn chạy xuống, bạn nói cho mọi người. Người lớn mới đi tìm, tìm ở lầu 1, tìm ở lầu 2, tìm ở sân thượng luôn và túa nhau đi tìm khắp nơi. Xong rồi bác mới nói là có khi nào đi chơi không ta. Rồi bác á, mới xuống để check camera. Check camera từ hồi em chiều là từ 40 mấy 5 giờ. Tại vì sợ là chị trốn đi mà đi sớm như vậy á, bác không có để ý. Nhưng mà chắc luôn tua nhanh là tới 7 giờ mấy luôn, vẫn không thấy chị ra khỏi nhà. Là xác định chị vẫn còn trong nhà mà không biết là ở vị trí nào. Tại vì ở đó giờ ở nhà bác á, có nhiều lần bị thấy vong rồi. Thì cái chuyện bị giấu rồi rất là hiếm. Cái bác ngờ ngợ thôi, bác mới điện cho một thầy mà thầy là người quen trong gia đình luôn. Bác điện á, rồi nói tình hình. Thì ông thầy bấm tay rồi làm gì đó bên phía bên kia. Xong rồi ông thầy mới nói là nó bị giấu rồi, chính xác là con nhỏ này nó bị giấu. Bây giờ á, tôi biết nó bị giấu ở trong cái tủ mà ở trong phòng nó luôn, cái tủ quần áo á, to to. Bạn cũng đứng nó luôn, tại vì bác lúc này mặc mặc cái lo lớn á. Cái tủ đó hồi nãy bạn với bác mở ra xem, mà trong chổng chỉ có quần áo thôi, bác còn lục lọi gì nữa nè. Tại vì cái tủ này to lắm mọi người. Cái ông thầy kia bây giờ mở ra cũng không thấy đâu, đi tìm con chó mực đi. Rồi dẫn nó lên nó sủa con cái á, đóng tủ lại mở ra là sẽ thấy. Thì bác mới lớp bắt xem ban á, đi qua nhà của ông bà để lấy con chó qua, dẫn nó lên lầu. Rồi con chó này là con chó mực mà nó đang mum mút luôn á, nó hung dữ lắm. Dẫn nó trước cái tủ quần áo á, rồi gỡ cái mõm ra cho nó sủa. Nó sủa 5 6 tiếng trong cái tủ luôn, lúc này là chưa mở tủ nha. Nó sủa một hơi vậy đó, rồi bác mới dẫn nó ra. Rồi bác mới từ từ lại cái tủ mở ra, thì thấy chị dở đóng quần áo ra là thấy chị nằm ở trong kẹt luôn. Và chị hiện tại là mười mấy tuổi rồi á, nhưng mà nằm gọn hơi trong chổng luôn á mọi người. Chị đang ngước ngước cái mặt lên như nè. Cái mắt của chị á thì trợn ngược lên, bạn chỉ thấy được một xíu tròng đen thôi, còn như là tròng trắng mà mấy bạn tự hình dung được cảnh đó không. Chị cứ cứng đơ vậy thôi. Rồi xong cái bác cứ con ơi kêu hoài luôn, tán với mặt chị nữa nhưng mà chị không có tỉnh. Rồi mới quyết định là đi lấy nước tiểu á, bôi lên mặt chị. Khi bôi á thì bôi hoài luôn, rồi vừa bôi vừa tán như nè, chị mới lấy ý thức lại. 5-10 phút đầu là chị cứ đơ đơ người thôi và không có điều khiển được cái hành động cảm xúc, cứ im re. À sau đó cho chị ngồi ở đó rồi lấy nước chanh nước này kia cho chị uống á, tầm nửa tiếng sau chị mới có ý thức lại, mà trạng thái rất là đờ đờ kìa. Cái đợi khi mà chị bình tĩnh và nói chuyện được rồi á, thì chị kể là tự nhiên hồi nãy đang học bài, học xong là không có nhớ gì hết trơn á, rồi tỉnh dậy á là mới biết là nằm trong tủ, rồi mới biết mọi người đứng xung quanh, chứ thật sự là không biết gì hết, không thấy cái gì luôn. Bạn nói á, bạn đi tìm chị kêu chị quá trời luôn, đứng trước tủ rồi dở tủ ra không thấy, giống như bị che vậy đó. Mà ai ngờ chị nằm gọn luôn, hồi nãy rõ ràng bạn với bác là dở dạch hết mấy cái đống đồ ra vẫn không thấy chị, mà cuối cùng chị lại nằm trong đó. Mình nhớ, nói là bây giờ mình nhớ lại mà còn sợ nữa. Thì nhà của bác đã nhiều lần thấy người ta kiểu không có quấy nhiều, người ta chỉ lướt qua lướt lại cho thấy thôi. Không ngờ là còn lộng hành đến mức mà giấu chị của bạn, tại chị của bạn cũng hợp nữa. Thì sau đó bác có liên lạc với người thầy đó đó, thầy người trong gia đình mà, nhờ là giải quyết cái vấn đề vong trong gia đình đi, chứ để hoài là coi chừng còn bị giấu vài lần nữa. Tiếp theo á, là bạn Tú gửi về cho mình hai câu chuyện ngắn. Này là của ông bà ngoại bạn trải qua và của ba bạn. Đầu tiên là câu chuyện của ông bà ngoại đi. Chuyện này xảy ra cách đây mười mấy năm rồi. Ông bà ngoại ở dưới quê làm nghề nông. Và ông là người cực kỳ chăm chỉ luôn. Ngoài cái việc mà trồng trọt ở ngoài vườn, ngoài ruộng á, thì ông còn một cái nghề đó là nhận đi tưới tiêu cho người ta. Hồi xưa đâu có hệ thống nước máy tự động hoặc là có cái máy bơm để mình cầm cái vòi mình đi bơm nước đâu. Không nha, ông là phải đi xách nước và tưới từng cái vuông. Thì người ta mướn ông làm từ 2 giờ mấy tới 5 6 giờ chiều mới xong, ông siêng lắm.
Cái đợt đó là 5 giờ mấy rồi, ông tưới gần hết rồi, chỉ còn một cái vui nhất thôi. Ông mới lấy cái xô, một cái đoàn gánh nước gì đó, ông ra cái hồ, ông chuẩn bị gánh, mà lúc này mệt quá đi, ông mới kiểu ngồi chồm hổm nghỉ mệt. Lúc mà đang ngồi á, nhìn cái hồ nước lặng này nè, nó không có gió luôn mọi người. Cái tự dưng ông đang ngồi nhìn xung quanh, cái có ai á đẩy cái lưng ông cái là ông bị dúi người về phía trước, xong rồi bị té ụp mặt vô cái hồ, tại vì ông ngồi sát cái mé hồ đó luôn. Cái ông bị té ụp mặt, ông muốn đứng lên á để chống lên vậy nè, thì một cái bàn tay nhấn cái đầu ông xuống và nhấn liên tục vậy nè. Ông ngóc lên thở xuống, ngóc lên vậy nè, ông quá trời đuối đi, tại vì cứ mỗi lần như vậy là oxy nó bị hụt á. Ông mới la lên, la quá trời la luôn, mày làm cái gì mà mi dúi cái đầu ta xuống vậy mi. Ông la lên, la to là to luôn. Lúc này là không nghe trả lời hết, mà chỉ thấy người ta nhặn cái đầu ông xuống thôi. Ông không thể dùng sức của mình luôn, tại vì cái người này rất là mạnh. Ông muốn đẩy nắm gì này nè mà không thấy ai hết. Cái xong bà mới đi ngang, đi làm công chuyện mà đi ngang cái chỗ ông lấy nước á, chuyện thấy thì bà mới lại kéo ông lên và tán ông cái, kêu ông làm gì mà ông dúi cái đầu ông xuống dưới vậy vậy. Ông mới trả lời là khổ lắm bà ơi, hắn cứ dúi dúi cái đầu tôi xuống. Ông là người miền Trung á, ông nói chuyện vậy xong cái bà kêu là không, hồi nãy tôi chỉ thấy là ông tự đập cái đầu ông xuống hồ thôi chứ không có ai làm gì chứ. Ông mới cãi lại là hồi nãy đứa nào nó nắm đầu á dúi dúi như vậy nè, rồi nó chống tay lên cái hai cái vai của ông nữa, không cho ông đẩy lên á. Thì ông với bà nhìn nhau hơi là biết có chuyện gì rồi, tại lúc này trời sắp tối rồi, tầm 6 giờ mấy rồi. Cái xong bà với ông cùng nhau xách cái xô nước tưới cái vuông cuối cùng rồi xong cùng nhau về, chứ để ông đây một mình nên á là thế nào xíu cũng có chuyện à. Tại cái hồ này nè, ngay cái đợt đó mùa gió mùa mưa nhiều nữa, không hiểu sao nha, lúc mà ông ra đó buổi chiều á nó không có miếng gió luôn, cái hồ nó tĩnh lặng luôn á, giống như có điềm gì đó. Câu chuyện thứ hai này á, là của ba bạn đó trải qua. Ba kể là trước khi lấy mẹ, ba là người con trai thích đi đây đi đó lắm, thì thường đi với ba bốn người bạn nam. Cái đợt về Long Hải này cũng vậy, ba đi xem vừa tham quan và vừa xem có việc nào phù hợp với mình và mình làm ở đây luôn. Cái mướn phòng ở chung với ba bốn người bạn. Tối 11 12 giờ khuya, ba ghiền thuốc quá, ba đi ra ngoài ba hút thuốc. Lúc mà đi ra ngoài ban công á, cái này là ban công ở ngoài trời chứ không phải là ở trong cái phòng nha. Thì lúc đang hút vậy nè, cái ba nhìn thấy có một cái chú và cái tướng y chang chú Hắc luôn, là bạn của ba, đứng cách xa ba tầm 10 bước và mặc đồ y chang chú Hắc luôn, chỉ khác một cái là không có ngước mặt lên bình thường mà cúi gằm mặt xuống vậy thôi, thả lỏng hai tay, thì ba thấy cái đầu thôi chứ không thấy được cái mặt. Cái ba mới kêu là ê Hắc, mày làm gì đó vậy. Cái chú này không trả lời, cứ đứng im vậy thôi. Là lúc này cái mặt đối mặt với ba nha, nhưng mà cái đầu lại cúi xuống. Xong rồi ba hít một ngao thuốc lá, cái ba vừa chớp mắt mở mắt nhìn lại là không thấy chú đâu. Ba mới nghĩ là quái lạ, nó vừa đứng đây mà chớp mắt mở mắt chưa tới một giây nữa, thì ba nghĩ là chú chắc nãy mình nhìn qua rồi mình lại á, nó đi đâu mất tiêu rồi. Thì ba hút hết điếu đó xong ba dập thuốc, ba đi vô phòng. Thì lúc này vô phòng mới thấy chú Hắc nằm ở trong á, và bộ đồ khác, cái bộ đồ ba thấy của cái người kia là bộ đồ hôm chiều của chú Hắc. Giờ chú Hắc đã thay bộ đồ khác rồi và đang nằm ngủ ở trong đó. Thì ba biết là trong cái khách sạn này nó có cái gì rồi. Thì ba vô ba ngủ luôn. Thì tối hôm đó ba ngủ không có bị nhát, ngủ vẫn bình thường. Nhưng mà sáng ba khuyên những cái người bạn á là thôi mình chuyển khách sạn đi, hoặc là chuyển điểm khác đi chơi đi, chứ đừng có ở đây nữa. Rồi họ hỏi là sao vậy, thì ba kể cho nghe. Mấy người này không có sợ đâu, thật sự người ta thấy hồi lúc nhỏ là đằng khác, mọi người thống nhất là thôi trả phòng rồi đi địa điểm khác chơi xong đi về luôn. Thì ba gặp chuyện này trước khi lấy mẹ rồi, sau khi lấy mẹ là không có gặp những cái chuyện tâm linh nữa, nhưng mà gặp mẹ hung dữ hơn. Câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay của một bạn xin giấu tên gửi về cho mình. Bạn kể là chuyện này xảy ra bắt đầu từ cái năm bạn học lớp 3. Thì gia đình bạn á, bán căn nhà cũ chuyển sang căn nhà mới. Căn nhà mới này á, ba mẹ mua thì bạn không biết đâu, cứ vô ở thôi. Lần đầu tiên mà bước vô căn nhà này, bạn cảm giác không có an toàn. Mọi người hiểu không? Nó cứ lạnh lạnh sao á. Thì bạn còn nhỏ nên bạn nghĩ mình chuyển nhà mới, mình không quen nên như thế. Thì đa số chúng ta đều trấn an mình như vậy đúng không? Thì bạn ở đó suốt 2 năm trời đến lớp 5 là thường xuyên nha. Bạn mà ở nhà một mình không có ai á là bạn cảm giác sợ sệt lắm. Một nỗi lo trong lòng bạn á, khi mọi người đầy đủ hết trong nhà thì bạn không có sợ. Lâu lâu bạn ở trong phòng một mình, bạn sẽ nghe những âm thanh như là tiếng chạy đùa giỡn của ai đó, hoặc là tiếng nói chuyện, mà những cái tiếng này không phải là người trong gia đình của bạn. Âm thanh này á, xuất hiện cả cái buổi trưa luôn, không phải là chỉ nhát cái buổi tối không đâu. Thì bạn có ra nói với mẹ vài lần mà mẹ nghiêu là bạn ngủ nên bạn bị mộng du hoặc là bị mớ thôi.
nên bạn cũng không chú tâm gì nhiều. Những cái lần sau mà nghe âm thanh đó, bạn làm lơ nó luôn. Tới gần cuối năm lớp 5, gia đình bạn quyết định là mua căn nhà mới và chuyển đi. Tối cái đêm cuối cùng ngủ ở đó, bạn giật mình giữa đêm. Tại vì á, bạn nghe tiếng khóc của một người con gái. Và cái tiếng này á, nó ở trước phòng của bạn với mẹ luôn. Và nó cứ dai dẳng trong cái đêm đó đó. Nó ám ảnh bên tai bạn, khiến bạn mơ mơ màng màng mở mắt lên, sau đó lại nhắm mắt. Lúc mà bạn mở mắt nhắm mắt, bạn vẫn nghe cái tiếng khóc đó nha, cứ và tiếng con gái. Thì bạn tính quay qua kêu mẹ, nhưng mà tự dưng quá trời buồn ngủ không mở mắt được á, nên bạn lại chợp mắt và ngủ tiếp cho đến sáng luôn. Sáng bạn có hỏi mẹ là tối qua mẹ có nghe âm thanh gì giữa đêm không, thì mẹ nói là không. Rồi xong có ba đó nữa, ba nói luôn là cái nhà này á chắc chắn là có vong, tại vì những cái lần mà ngủ trong phòng với bạn và mẹ, ba lại nghe âm thanh những cái đứa con nít á, nó chạy đằng trước phòng như này, chạy qua chạy lại và nó giỡn với nhau. Có đợt á, nó nói chuyện y xèo luôn, mà không phải là một người đâu, rất là nhiều người, có giọng người lớn, giọng ông cụ nữa là đằng khác. Rồi ba quyết định là ổn quá đi, qua chuyển ở ngoài phòng khách ngủ. Cái ba ngủ trên sofa thì nó nắm tay nắm chân của ba thả xuống, tối là nó kéo lên như nào hoặc là nó chọt lét. Cái ba chuyển xuống võng ngủ thì nó lại đưa võng ba, tối ba nằm mình nên đâu đưa võng đâu, cái võng tự đưa vậy nè. Ba bực quá niệm Phật á, rồi ba ngủ tiếp tới sáng mà bị quấy gì hoài luôn. Xong rồi gia đình bạn cũng chuyển qua nhà mới, thì trước khi đi á, ba mẹ bạn có mua đồ cúng. Nhưng mà đến gần đây vài tháng này nè, gia đình bạn mới biết là hồi xưa bị chủ đất lừa. Tại vì cái miếng đất đó đó, hồi xưa nó là miếng đất nghĩa địa. Nghĩa địa mọi người, ổng nói xạo, ổng bán được cho gia đình bạn, và gia đình bạn ở trên các nghĩa địa và đạp lên phần mộ. Tại vì có những phần cốt người ta chưa có hốt nữa, ông này ông sang phẳng luôn và ông đem bán cho gia đình bạn. Thì may là 2 năm ở trong nhà đó chỉ là bị quậy nhẹ thôi, không biết là ba mẹ có bị hụt tài hụt của hay không, nhưng mà với bạn chỉ nghe những âm thanh đó thôi. Và khi mình đạp lên những cái thân xác của người ta cũng đau chứ, người ta mới quấy. Và gia đình bạn chỉ có cúng lúc mà đầu vào nhà và cuối đi rời đi thôi, còn những cái tháng âm lịch này kia gia đình bạn không có cúng. Cái lúc mà bạn nghe được, bạn sống trong cái mảnh đất nghĩa địa đó 2 năm trời á, ba mẹ nói ba mẹ còn hoảng hồn nữa, huống chi là bạn. Tại vì anh bạn á, ngủ trên lầu á, bị đè từ cái ngày đầu luôn rồi, và tới khi dọn nhà anh mới kể. Và bị đè ghiếp mà anh thấy được rõ người ta, con gái, con nít, con trai, người lớn có hết. Và đè anh lờn luôn, anh ngủ đó mà mặc kệ người ta đè luôn á. Câu chuyện thứ năm ngày hôm nay là của Ngọc Anh gửi về cho mình. Bạn kể là chuyện này xảy ra khi bạn 8 tuổi. Thì do là gia đình bạn bán nhà và chưa mua được căn nhà mới á, nên phải qua nhà bà của bạn ở tạm. Nói ở tạm vậy thôi chứ ở đến 2 năm vậy đó. Thì cái hôm đó buổi tối 6 giờ, bạn xin là bạn đi lên nhà đứa bạn chơi. Nhà bà ngoại bạn ở cuối ngõ, nhà đứa bạn nó ở đầu ngõ. Thì nhà bạn có cái ban công ở ngay phòng bạn luôn, bạn chỉ cần mở cửa ra là bạn thấy được nhà đứa đó luôn á. Thì bạn chơi đến tầm 9 giờ là bạn đi về. Ở lúc đó bạn còn rất là nhỏ và không được cho điện thoại á. Về đến nhà là bạn leo lên giường, bạn ngủ với em gái bạn luôn. Thì trên giường này nó đặt sát tường, em bạn nó tầm 4 tuổi, nó nằm phía trong, bạn nằm ở ngoài. Thì hai đứa được có phòng riêng ngủ rồi. Hai chị em bạn là người không biết có phải là nhẹ vía hay không, nhưng mà hồi nhỏ đến lớn luôn, từ cái nhà cũ sang cái nhà của bà ngoại luôn, thấy người âm rồi. Và họ chỉ xuất hiện một cách mờ mờ ảo ảo, giống như là cho các bạn thấy cái bóng trắng hoặc là cái bóng đen, và họ chỉ đứng một góc ở trong nhà hoặc là ở trong phòng ngủ của các bạn á, không có làm gì hai đứa bạn hết. Thì cái đêm đó bạn với em bạn ngủ, cái tự dưng hai đứa ngủ ngon lành vậy đó, nó bị giật mình. Giật mình là không kiểu, không phải là kiểu giật mình là mệt mỏi là hay là do mình mở mắt ra mình nhắm lại mình ngủ đâu, mà bạn mở mắt ra là bạn tỉnh một cách hoàn toàn luôn. Thì bạn tính quay qua xem em bạn nó ngủ hay chưa, thì lúc này em bạn nó cũng mở mắt lao láo, nó nhìn bạn luôn, là hai mắt chạm nhau á. Bạn tự nhiên giật mình, cái bạn hỏi là tại sao em chưa ngủ, nó nói là em ngủ tự nhiên em bị mở mắt ra, em không biết tại sao nữa. Xong rồi thì bạn kêu thôi ngủ đi, khuya rồi. Cái hai đứa nhắm mắt, nhắm mắt một hơi, bạn vẫn chưa có buồn ngủ, lúc này bạn tỉnh hoàn toàn không biết vì sao nữa. Hồi đó giờ bạn đặt giường là bạn ngủ một mạch tới sáng luôn á, tự nhiên giờ bị giật mình giữa đêm. Em bạn cũng vậy, cái nó cũng nói lại không ngủ được, bạn mới ngủ là thôi đi ra ban công hóng gió, bạn không biết lúc đó mấy giờ đâu. Rồi bạn với nó ở trên lầu 2 mà không có đèn ngủ nữa, hai đứa mới mò mò mở cái cửa ra thì ra ở ban công đứng. Chỗ ban công của bạn mình đã nói rồi, nhìn khá là ra tới đầu ngõ luôn.
Thường ngày nhà của bà bạn á, có tiếng tạch sùng kêu rất là to và nó kêu liên tục luôn. Con thằn lằn á mọi người. Nhưng mà hôm nay nó không có kêu và gió thì đứng không có mát luôn. Không khí nó im lặng một cách khiến bạn khó chịu luôn, nó im phăng phắc luôn á. Thì hai chị em bạn lia mắt nhìn xung quanh, bạn mới dừng mắt mình á trước cái nhà của cái đứa hồi nãy mình đi chơi. Thì nhà nó bán cơm tấm mà khuy lơ khuy lắc rồi nhà nó đóng cửa, nhưng tại sao có một người đứng trước nhà nó và cái tướng rất là kỳ lạ. Bạn xác định luôn là con gái, tại vì mình thấy tóc dài lắm, cái tướng đứng cũng kỳ nữa, vặn vẹo gì nè, giống như cái con zombie, các bạn có thể hình dung con zombie và vặn vẹo gì nè. Cái cổ cũng kỳ nữa, cái cổ cứ méo qua một bên thôi, giống như là cái cổ dài một bộ, một bên dài một bên thấp gì đó. Và cái đầu của người này nha, bạn thấy có một cái mảng bị chẻ đôi ra mọi người, là bị tét ra luôn, tét ra một mảng luôn, và cái dịch nó chảy ra tức là máu á, bạn thấy rõ luôn. Tại vì gần mé nhé nhà nó có cái đèn đường, cái tóc người này thì lòa xòa lắm, mà tóc màu đen nha. Hai đứa bạn đứng, em của bạn á, bạn nhìn qua nó thì thấy nó cũng nhìn ở chỗ phía bạn luôn, và nó đang cung cầm cập vậy nè. Bạn mới nắm tay em bạn thì thấy tay nó lạnh ngắt à, và nó đang trực chờ để khóc á mọi người. Nó sợ điếng luôn. Và kinh khủng hơn là cái người đó phát hiện là bạn với em bạn nhìn hay sao á, tự nhiên cái đầu á, cứ bẻ răng rắc rắc như nè, qua nhìn hai đứa bạn. Và cái người á, thì vẫn còn ở trước nhà đó, và cái đầu thì bẻ kêu y chang robot à. Bạn tới hiện tại là không thể quên cái hình ảnh đó luôn, nhìn thẳng bạn với em bạn luôn, và ngước cái đầu lên nhìn cái ban công á, thì em bạn nó khóc ra, nó quá trời sợ và nó run như nè. Thì bạn cũng khóc luôn, bạn mới nắm tay em bạn á đưa vô phòng rồi đóng cái cửa ban công lại. Và hai đứa quyết định là chạy qua phòng ba mẹ khóc tu 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 với ba mẹ, rồi ngủ với ba mẹ cái đêm đó luôn. Thì sáng bạn thức dậy á, bạn mới nghe tin là cái chị gái của cái thằng bạn bạn á, hôm tối hôm qua lúc 1 giờ sáng bị té xe và mất. Thật sự là tối hôm qua lúc bạn qua nhà nó chơi thì thấy chị gái của nó xin ba mẹ đi chơi, và chị này không mang nó bảo hiểm, ngồi lên xe bạn trai chở đi. Và chị này á, lúc mà đi chơi về tầm 12 giờ mấy, đang trên đường về nhà thì bị gớt đồ và gớt gần cái giải phân cách. Thế là chị không có đi xuống lấy, mà bạn trai của chị á, chở chị vòng ngược lại nè, gần cái giải phân cách đó, rồi cho chị cúi người từ trên xe cúi xuống để lấy á. Rồi anh này phanh xe làm sao á, làm xe đứng, rồi chị á, té cái cổ nè, đập đầu vô cái giải phân cách và bị gãy cổ luôn, bị chúi nhủi xuống luôn á. Và một cú này rất là mạnh, và cái giải phân cách đó đó nó đối diện nhà cũ của bạn luôn, nó kinh dị ở chỗ đó. Rồi hôm tối là chị mất là lúc bạn thức là tầm 2 giờ mấy sáng, ra là thấy chị đứng ở trước nhà, chị về đến nhà đó, nhưng mà chỉ có cái hồn của chị về thôi, cái xác của chị ngay cái thời điểm đó là đang ở bệnh viện. Bạn sau chuỗi sự kiện lại á, tự nhiên cái bạn sởn da gà, bạn thấy sợ. Rồi bạn cũng không có kể chuyện bạn gặp chị nó cái đêm đó luôn, là giấu nhẹm luôn á. Xong cái đám tang của chị này là sau 3 ngày đi chôn rồi. Tối hôm đó bạn qua nhà an ủi nó với một số đứa bạn nữa, nó khóc rất là nhiều tại vì chị nó thương nó lắm. Cái xong ngay lúc đó bạn mắc toilet, bạn mới chạy ra đằng sau nhà nó đi toilet mà ngặt nỗi lắm. Lúc đó cũng 8 9 giờ tối rồi, đằng sau nhà nó cái đèn toilet bị hư nữa chứ. Thì lúc bạn đi xong á, bạn có đi ra bạn rửa tay thì đứng ở trước cái toilet nè, ở chỗ này thì có đèn từ trong nhà sau á nó dọi ra và nó cũng tối tối tối, và có cái gương thẳng này nè. Bạn đang rửa tay xong cái tự nhiên bạn nhìn lên gương á, bạn bị giật mình tại vì á bạn thấy chị đó đứng phía sau bạn luôn, và cái đầu và cái hình dạng y chang cái lúc bạn thấy hôm đó luôn, là máu me bê bết trên đầu luôn. Và chị này không có ý là dọa bạn đâu, bà muốn nói gì với bạn á, tại vì cái ánh mắt của bà không có đáng sợ, và bà muốn nói cái gì á, tại vì bà cứ chỉ về cái phía nhà thờ ở chỗ cái nhà bán cơm thôi. Thì bạn cũng cái tay run run vậy nè, bạn sợ lắm, bạn cố không nhìn nữa, bạn tắt vào nước. Cái bạn lại đi theo cái hướng chị đó chỉ, là đi lại cái nhà bán cơm vào cái nhà thờ xem. Thì vào đó mới thấy được là chị đó muốn chỉ cái gì. Trong cái góc tối của cái nhà thờ á, nó có một cái ổ chuột, và ổ chuột này cực kỳ to luôn, cái con nó bằng cái bắp tay thôi, nó to lắm. Thì bạn hoảng thật sự, bạn thấy chuột gì đâu mà to to mà nó kêu lít chít gì đó. Bạn mới chạy kêu ba mẹ chị đó, thì xong ba mẹ chị đó qua giải quyết cái ổ chuột đó, là bạn không có thấy chị đó nữa. An ủi nó xong là bạn về nhà bạn ngủ một mạch tới sáng luôn. Xong rồi á, bạn có kể cái chuyện này cho bà bạn nghe, thì bà bạn nói một câu gì nè: chắc mẹ hợp với con bé nên nó chỉ cho mẹ xem. Thì lúc đầu bạn nghe bạn cũng khá sợ đó, nhưng sau này á, bạn cũng đỡ sợ dần, tại vì
bạn cũng thân với chị này lúc chị này còn sống lắm. Bạn thân từ thằng bạn qua bà chị luôn, bà cũng tốt với bạn nữa. Bà này cũng hay chồng bạn lắm, tại vì có những cái ngày bạn qua chơi với thằng này mà buổi tối á, hai đứa đang chơi cờ đi, thì bạn đang chơi gì đúng không? Tự nhiên mấy con cờ phía bạn á, nó tự động dịch chuyển. Thì khi bạn bất ngờ bạn đưa mắt lên nhìn thằng em của bả, thì thằng em của bả cũng nhìn bạn luôn, là biết là bả đang có mặt ở đây rồi đó. Một lần khác là bạn đang chống cái tay lên cái thành ghế và đang chơi cái gì đó đó, thì đột nhiên cái tay của bạn bị đẩy xuống và bạn bị hụt vậy nè, và bị té. Bà chỉ nhát để cho biết là có sự hiện diện của bà thôi, chứ không phải là nhát cho bạn sợ. Những cái lần khác nữa là cái này thường xuyên xảy ra luôn, bạn và em của bà mà ngồi trên ghế xem tivi tầm 8-9 giờ tối là bà lùa cái tay từ dưới thành ghế bà khều và lạnh ngắt à, bạn bị thụt chân lên, bạn sợ á. Nhưng những cái lần sau thì bạn quen rồi, bạn không dám đưa cái chân xuống cái thành ghế nữa, sợ bà khều. Và mỗi lần khều là mỗi lần lạnh. Ngoài cái việc chọc ghẹo ra thì bà còn giúp bạn và em của bà nữa. Hai mấy cái đứa bạn hay chơi mấy cái trò bịt mắt bắt dê và chơi cá sấu lên bờ á, thì các bạn nhà gần cái đường lộ lớn. Hôm đó chơi cái em bạn chạy sao ra, chạy ra lộ á, thì lúc này xe tải nó vừa tới luôn. Không hiểu sao em bạn á nó đứng đơ vậy á, khi bạn nhắm mắt mở ra, tại vì bạn quá sợ á, là thấy em bạn té vô lề rồi. Nhìn cũng biết là do bả cứu chứ không ai vậy á. Một lần khác là tụi bạn cũng đi chơi buổi trưa, đang chơi vui gì đó thì một con chó ở nhà cái bên nó hung dữ lắm nha. Nó bị sổng chuồng cái nó chuẩn bị phóng ra nó cắn em bả, thì đột nhiên cái cửa lồng sắt nha, nó đóng gầm lại luôn, mà lúc đó không có một tí gió luôn, trời giữa trưa luôn, là con chó đi mắc kẹt ở cổng luôn, nó không ra, là tụi bạn túa nhau chạy. Thừa biết là bả luôn luôn bên cạnh tụi bạn, tại vì lâu lâu bạn cũng bắt gặp những hình ảnh mà buổi tối trong nhà đó, bạn đi tiểu rửa tay là thấy bà đứng sau lưng à, đáng sợ lắm, nhưng mà ánh mắt thì không có đáng sợ đó. Bạn nói là cái chị này á, do là mắt trẻ còn rất là linh, và không biết gia đình có gửi hồi chùa không, nhưng mà lâu lâu qua nhà nó chơi á vẫn bị ghẹo. Cuối cùng thực hiện xong lời hứa cái năm câu chuyện tâm linh cho các bạn rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết cuối video. Bye bye, hẹn gặp vào ngày mai. Nghe câu chuyện cuối cùng thấy đáng sợ không?